Hello, xin chào các bạn đến với Dâu Hải TV. Hôm nay có hai club mới là Guardian Angel và TINKIAIA. Club Guardian Angel cần 30.000 slab mới lấy được. Tính năng của club này là khi bị dính skill, nếu bị rơi xuống nó sẽ tạo một quả màu vàng quay trở lại mặt đất. Rồi đến club tiếp theo là club TINKIAIA. Đầu tiên các bạn làm giống đi lấy nào. Bạn đến chỗ này đi thẳng, các bạn sẽ thấy một cái lối đi, các bạn cần 4 người không được đai. Các bạn cần một người đứng trên một tấm gỗ để mở cửa. Thank you.
bạn cần 4 người ấn nút để mở cửa lấy Glab. Được rồi nhé các bạn, chỉ cần click drop để nhận được Glab và Pet là vật phẩm limited nên các bạn nên lấy nhanh. Robot nó sẽ đuổi một người khác, nó sẽ đến gần nó nổ tung.